kính chào quý vị đến với bản tin 12 giờ 30 trưa của Vietnam Top News. Vietnam Top News luôn cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới. Bản tin của chúng tôi sẽ được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ, 12 giờ 30 và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Và tôi là Giang Thái, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin 12 giờ 30 trưa hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2020. Việt Nam không có ca mắc nhiễm mới trong sáng nay, ngày 13 tháng 10. Bão số 6 vừa hạ nhiệt, xuất hiện bão số 7 tiến gần Hoàng Sa giật cấp 11 và còn mạnh thêm. Cảnh báo ngộ độc thuốc diệt chuột kiểu mới như những viên kẹo. Xét quyết định mạnh tay đóng cửa nhà hàng, trường học, các câu lạc bộ để chống bùng phát dịch. Bác sĩ Nhà Trắng tuyên bố ông Trump đã âm tính COVID nhiều ngày liền. Thưa quý vị, mở đầu bản tin 12 giờ 30 trưa hôm nay, xin mời quý vị đến với những thông tin nóng trong nước được cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui không có ca mắc nhiễm mới trong sáng nay ngày 13 tháng 10. Hiện có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính tới 6 giờ ngày 13 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 10 đến 6 giờ ngày 13 tháng 10, Việt Nam không có ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.845 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 143 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.451 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.251 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 8 ca, lần 2 là 2 ca, lần 3 là 15 ca. Số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.025 ca. Bão số 6 vừa hạ nhiệt, xuất hiện bão số 7 tiến gần Hoàng Sa giật cấp 11 và còn mạnh thêm. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 trên quốc tế là Nanka đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và sẽ vượt qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc Bộ trong đêm 13 tháng 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Bão số 6 vừa hạ nhiệt thì xuất hiện bão số 7 tiến gần Hoàng Sa giật cấp 11 và còn mạnh thêm. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7, tên quốc tế là Nanka, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và sẽ vượt qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc Bộ trong đêm 13 tháng 10. Những thông tin về cơn bão này chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo. Sau đây là những thông tin khác. Cảnh báo ngộ độc thuốc diệt chuột kiểu mới như những viên kẹo. Mới đây, xuất hiện hai trường hợp bệnh nhân do ngộ độc loại thuốc diệt chuột hoàn toàn mới trong giống viên kẹo, hạt ngũ cốc với biểu hiện bệnh rất khác so với trước đây. Hai bệnh nhân 59 tuổi ở Hưng Yên và 39 tuổi ở Hà Nội đang điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đều đã uống phải loại thuốc diệt chuột kiểu mới trong giống viên kẹo màu xanh nước biển, hạt ngũ cốc, rất khác so với trước đây. Những chất này gây độc diễn biến âm thầm và trong 3 ngày đầu sau ngộ độc, biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Nhưng sau thời điểm này, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu chảy máu ở răng, mũi, da, tiêu hóa. Có những người chỉ chảy máu nặng sau khi chấn thương, va chạm, sau các thủ thuật tác động qua da khi đi khám chữa bệnh như tiêm, chọc, tán sỏi. Bệnh nhân vì nhiều lý do không khai thật đã uống thuốc diệt chuột nên bác sĩ dễ nhầm lẫn sang các bệnh lý khác. Đáng chú ý, thuốc diệt chuột thế hệ mới có dạng viên giống viên kẹo màu xanh, hồng, đỏ, trắng, có dạng dung dịch giống siro hay dạng bột, có dạng dễ gây nhầm lẫn là ngũ cốc. Bác sĩ cảnh báo, do mặt hàng này được bán rong dọc đường, chợ rất dễ mua, dễ bị lạm dụng. Trường hợp gia đình không chú ý, trẻ em cũng có thể nhầm lẫn và bị ngộ độc. Đồng Nai vừa triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi ở thành phố Biên Hòa. Chiều 12 tháng 10, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Trước đó, qua một thời gian theo dõi vào tối 11 tháng 10, Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang đầu xỏ là Lan đang thu tiền lãi từ những người được Lan cho vay. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ thêm Lập, Tâm, Sang. Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận đã hoạt động cho vay nặng lãi một thời gian dài với lãi suất lên đến 180% một năm.
Chỉ riêng trong 3 tháng gần đây, băng nhóm này đã cho khoảng 50 người vay với số tiền hơn 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Theo thống kê của đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố Biên Hòa, từ đầu năm 2020 đến nay, đội đã bắt và khởi tố 11 vụ với 25 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những tin tức thế giới đáng chú ý. Cộng hòa Séc quyết định đóng cửa nhà hàng, trường học, các câu lạc bộ để chống bùng phát dịch. Thủ tướng nước này đã công bố một loạt các biện pháp mới nhằm hạn chế sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 tại nước này. Lãnh đạo cho biết, các biện pháp mới này là nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh hiện nay. Ông khẳng định các biện pháp này sẽ được loại bỏ nếu tỷ lệ lây nhiễm sau một tuần giảm xuống dưới mức 0,8. Một số các lệnh hạn chế mới bắt đầu từ 14 tháng 10, bao gồm các nhà hàng, quầy bar và các câu lạc bộ sẽ bị đóng cửa đến 3 tháng 11. Ngoại trừ việc bán hàng theo hình thức takeaway sẽ được cho phép hoạt động đến 20 giờ hàng ngày. Các trường học cũng sẽ phải đóng cửa cho tới ngày 1 tháng 11 và áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến, ngoại trừ trường mẫu giáo. Nước này cũng nghiêm cấm việc uống rượu bia ở các khu vực công cộng, không được phép tụ tập trên 6 người, cả trong nhà lẫn ngoài trời, cho tới khi kết thúc tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, người dân phải bắt buộc đeo khẩu trang ở những khu vực công cộng như bến tàu, bến xe và khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng khác. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia cho biết, chính phủ buộc phải có các biện pháp mạnh tay, nếu không sẽ không thể kiểm soát được dịch COVID-19. Ông cũng nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát sẽ có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các biện pháp mới của người dân. Đội ngũ y tế Nhà Trắng ngày 12 tháng 10 khẳng định Tổng thống Donald Trump không còn nguy cơ lây nhiễm cho người. Ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều ngày liền. Đối thủ của Trump, ông Joe Biden, cũng đã công bố âm tính với virus corona. Bác sĩ trưởng Nhà Trắng Sean Conley cho biết Tổng thống đã xét nghiệm âm tính trong nhiều ngày liên tiếp bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên BNAT Now của Abbott Laboratories. Theo ông Conley, các xét nghiệm âm tính và các dữ liệu lâm sàng cùng dữ liệu từ phòng thí nghiệm khác cho thấy không có sự nhân lên của virus có thể phát hiện được. Dựa trên các quy định và hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, đội ngũ y tế Nhà Trắng khẳng định ông Trump không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Nhiều ý kiến cho rằng các xét nghiệm kháng nguyên ít nhạy hơn xét nghiệm chẩn đoán PCR truyền thống. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng khẳng định việc xác định âm tính dựa trên nhiều phương pháp khác nhau chứ không chỉ xét nghiệm nhanh. Tổng thống Mỹ đang ráo riết trở lại đường đua bằng cuộc vận động tranh cử ở Sanford, bang Florida tối 12 tháng 10 giờ Mỹ. Đây là cuộc vận động tranh cử trực tiếp đầu tiên của Trump kể từ khi được xác nhận dương tính SARS-CoV-2 ngày 1 tháng 10. Cả thế giới nóng lên theo chân ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Mỹ. Trong ngày 12 tháng 10, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ bắt đầu cuộc điều trần dài 4 ngày, mở đầu một tuần dài cãi nhau với ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Amy Coney Barrett. Theo đánh giá của phe Cộng hòa, bà chắc chắn được chọn. Dài 4 ngày với ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Amy Coney Barrett, 48 tuổi, do Tổng thống Donald Trump đề cử, theo hãng tin Reuters. Cuộc điều trần với bà Barrett, một thẩm phán với tuổi khá trẻ và có quan điểm bảo thủ, được chọn để lấp vào chỗ của cố thẩm phán tự do Ruth Bader Ginsburg, đã bắt đầu với việc các thượng nghị sĩ đưa ra những tuyên bố mở màn. Tiếp đó, bà Barrett có tuyên bố mở màn sau khi 22 thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ được trao cơ hội nói. Bà sẽ đối diện với nhiều câu hỏi từ các thượng nghị sĩ vào ngày 13 và ngày 14 tháng 10. Các thành viên đảng Dân Chủ đã kiên quyết phản đối việc đề cử bà Barrett. Ứng viên Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden cho rằng việc đề cử ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Mỹ nên diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 năm 2020. Nhưng ông Trump muốn điều này diễn ra càng sớm càng tốt. Tòa án tối cao Mỹ là nơi đưa ra các quyết định quan trọng, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực trong đời sống của người Mỹ. Có 9 thẩm phán được bổ nhiệm trọn đời tại tòa và họ chỉ bị thay thế khi qua đời hoặc chủ động nghỉ hưu. Việc bà Barrett nhảy vào thay thế chiếc ghế của cố thẩm phán Ginsburg sẽ khiến cán cân quyền lực của tòa án tối cao Mỹ nghiêng sang phe bảo thủ nhiều hơn. Cụ thể, nếu đề cử của ông Trump được thông qua, tòa án tối cao Mỹ sẽ có 6 thẩm phán bảo thủ và 3 thẩm phán tự do. Iran tuyên bố Mỹ đang đối diện với thất bại lịch sử khi lệnh cấm vận khí tài với Tehran sắp được dỡ bỏ trong vài ngày nữa, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm gia hạn lệnh cấm này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 10, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran nói rằng đến ngày 18 tháng 10, thất bại lịch sử của Mỹ sẽ thành hiện thực bất chấp những nỗ lực, thủ đoạn và động thái ngoài pháp lý của họ. Kể từ ngày 18 tháng 10, lệnh cấm bán khí tài áp dụng với Iran dự kiến bắt đầu hết hạn theo các điều khoản của Nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Hồi tháng 8, Mỹ đã không nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để kéo dài lệnh cấm vận vô thời hạn.
Lúc đó, Iran tuyên bố sẽ xuất khẩu và bán khí tài một khi lệnh cấm vận kéo dài 13 năm nay được dỡ bỏ. Các quan chức Mỹ cáo buộc Iran đã cung cấp khí tài cho các nhóm vũ trang trong khu vực và lo sợ việc buôn bán giữa Iran với Trung Quốc và Nga sẽ tăng lên một khi lệnh cấm vận hết hạn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói, "Chúng tôi từng nói rằng họ nghiện trừng phạt, nhưng giờ đây họ đã đạt tới mức điên rồ với lệnh trừng phạt mới nhất đưa ra tuần trước liên quan 18 ngân hàng Iran. Động thái của Mỹ có thể ngăn Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, tác động mạnh tới nền kinh tế của Iran." Giải Nobel Kinh tế 2020 đã về tay hai nhà kinh tế Mỹ là Paul Milgram và Robert Wilson với nghiên cứu sáng tạo những công thức đấu giá mới. Các chuyên gia đoạt giải Nobel Kinh tế năm nay đã bắt đầu với một lý thuyết nền tảng, sau đó sử dụng các kết quả thu được vào ứng dụng thực tiễn giúp nó lan tỏa toàn thế giới. Các phát hiện của họ đã đem lại lợi ích lớn cho xã hội. Các nhà kinh tế thắng giải năm nay đã nghiên cứu cách thị trường đấu giá hoạt động. Họ cũng sử dụng hiểu biết của mình để thiết kế các mô hình đấu giá mới cho các loại hàng hóa và dịch vụ khó bán theo cách cổ điển, ví dụ như sóng phát thanh. Các thương gia, người mua và cơ quan thuế trên toàn thế giới đều hưởng lợi từ những đóng góp trên. Nhà kinh tế Robert Wilson đã phát triển lý thuyết đấu giá đối với các vật dụng có giá trị chung, common values, tức các giá trị không được xác định từ đầu nhưng được tất cả. Nhà kinh tế Robert Wilson đã phát triển lý thuyết đấu giá đối với các vật dụng có giá trị chung, tức các giá trị không được xác định từ đầu nhưng được tất cả mọi người đồng ý sau khi chốt. Để đáp ứng nhu cầu định giá cho chúng, các nhà kinh tế Paul R. Milgram và Robert B. Wilson đã sáng tạo ra hình thức đấu giá mới. Trong đó, bán đấu giá đồng thời nhiều hàng hóa có liên quan với nhau. Phương pháp này dựa trên lý thuyết rằng người bán được động viên bởi các lợi ích xã hội lớn hơn doanh thu tối đa. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 trưa của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay của Vietnam Top News. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng.